gì mà hay bí mật kia ha. Đây có tiền mà làm cái được. Đây cái này bỏ cái này. Cảm ơn các bà xã. Rồi. Chạy luôn. Chúc mừng bạn nha. À thì làm cho chúng ta có một vị khán giả mà đây mãi em biết em đón ra chưa? Để lại nói đó chính là chị Hồng Ngọc. Chào đón anh Giang. Thì chị của nhà anh là gửi cho em là 1 triệu để ủng hộ cho kênh em phát triển mạnh nha. Cái này là tinh cái quả tinh thần để phát triển, giúp cho kênh em sẽ phát triển mạnh, nói chung ủng hộ để phát triển mạnh, nói chung là vậy ha. Tại vì kênh em giờ còn yếu quá, tức là ủng hộ cái kênh mới nha, cái kênh mà Hải quay đầu á đó. Đó là ủng hộ cho Hải quay đầu. Một cái món quà là 1 triệu nha, thì này anh trao cho em. Cảm ơn nhắn lời giùm chị, em cảm ơn. Rồi chị cảm ơn chị ông Ngọc ha. Có chúc chị Ngọc vui không? Chị ông Ngọc khỏe khoắn càng ngày càng đẹp ra nha. Mặc dù là mấy anh em mình chưa ai biết chị là sao biết mặt sao luôn. Nếu mà biết mặt chắc lại ôm chị hung một cái. Trời ơi, tình nghĩa chị em mà. Hung hung cái luôn, người ta quý với nhau. Rồi vậy là để em nhắn nữa chị là khi nào mà chị có lên đây á, chị nhớ vợ lại tí xíu để giờ hai. Mà chị có lên đây chưa ta? Chưa. Có lên rồi nhưng mà không ai biết hết. Ừ, không ai biết. Mà có ai biết mặt đâu biết. Bởi vậy. Cái này là quà cho các anh em YouTuber, nhưng mà đặc biệt là chị quan tâm em rất là nhiều ha, vô cái kênh của em. Thì anh cũng em, anh cũng chúc em là cái kênh Hải quay đầu của em sẽ phát triển, còn trọng khán giả đọc tên đổi tên nữa, cho nên cái gì tốt thì mình cứ phát huy ha. Okay. Rồi chúc cho em kênh phát triển mạnh hơn nữa. Rồi vậy thôi, rồi bye bye em. Okay. Rồi bye thì, Hải nha, chúc Hải kênh càng phát triển nha. Okay. Rồi Hiện Tiên xin chào quý ông bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiện Tiên. Đó, thì bây giờ Tiên đã quay trở về sau một ngày xa chú buổi chiều hôm qua của chú anh chị. Qua 1 giờ 1 mấy đi là bây giờ là mới quay lại là thấy cái này là cái lỗ nó cao hơn đúng không? Wow. Đúng không? Cái này cái lỗ cao hơn. Ừ. Ủa mà cái này ở phía trên á, có khi nào mình lấy mấy cục đá trắng trắng mình bỏ lên được ta? Đẹp không? Sỏi đẹp không? Cái đó mình đã hỏi. Hả? Ừ. Mình hỏi. Không, mình hỏi bây giờ anh hỏi gì ông Phong á. Nếu mà vậy là nó sạch lắm á, thấy không? Phong thủy á, mình bỏ lên trên cho nó đẹp. Mà nó sạch sẽ nữa. Sạch sẽ nữa. Nó không có cát đất đồ này kia, thấy không? Đúng không? Này, nó không biết là mình nói nè. Thôi mình đang kiểu mình góp ý vậy thôi. Ừ được không? Để cho nó đẹp hơn cái mộ của chú á. Thấy không? Là ở trên á cho nó đẹp. Mình bỏ nhẹ ở trên thôi. Cái đất lên đúng không? Đúng rồi. Là cho nó nhẹ đẹp nữa. Cái đất lên được. Ủa, rồi cái ngày hôm qua mà anh khi mà anh trồng cái cây này nè. Anh nhổ cái cây kia ra là anh có thấy cái con áo vàng nhỏ đâu, nhỏ đâu. Còn cái con kia không biết có không ta? Thì chắc cũng lấy bỏ ra chứ lại đọc nữa. Ai biết đâu. Bởi em mới hỏi là có thấy nó không, hay lúc đó nó đang đi ăn nè. Cái cây ra là Phương nó nhổ. À, cái cây hôm qua là anh Phương nhổ. Rồi anh là người trồng vô đây. Một người nhổ, một người trồng. Ừ. Theo em nghĩ cái cây hôm qua mà mình trồng vô một cái chậu khác là đẹp á. Ừ. Chậu đẹp mà bị anh kia. Đó, cùng nhau dọn dẹp mộ của chú ha. Rồi. Nước qua mưa cũng lớn nha, thấy nước nè. Ừ. À em biết sao rồi. Em nghĩ là tuy là nó lũ nó bự đúng không? Là nó dễ tắt thì mình cứ dặn nó to lên vậy là nó không có sao. Phải không? To lên nếu mà nó phạt nó lựa nó gió nó tạt qua tạt lại thì nó sẽ bị đen ống khói thì mình lau thôi, nhưng mà tối thì chú vẫn có đèn đẹp hên không sao. Cậy một cặp như vậy là cũng được rồi cho nó hóng, không xét cái hũ nhang của anh.
Anh dựng phía ngoài con rồng á, anh đi chẻ vô được không? Ngoài con rồng á. Bên đây nè, ngoài con rồng nó sạch hơn, có nền nè. Tại sợ anh nè, chứ không ai hết. Rồi, bây giờ mưa. Mưa là thêm nắng nữa. Đúng rồi. Rớt vậy có ảnh hưởng gì không ta? Giờ em đi ra ngoài nó không có xong. Đi luôn hả? Thôi đi luôn, bữa nay là cô chú đi với con luôn. Em để đây nè, tại vì em đi em thấy nó lắc lư quá. Thôi đi, tự nhiên cái không tính làm lính suốt đời. Tức là đi gõ cái này thì cũng nhanh vô nên là để cái điện thoại ở đó để cho cô chú có thể là thấy ở đó một của chú thôi. Nhưng mà anh nói em làm không tính làm lính suốt đời, quá đau lòng. Qua chiều là bết quá nên là vợ chồng của Thiện Tiên và 15 mét về luôn, không có vô mộ của chú. Với lại cũng chiều của chú anh chị 4 giờ mấy 5 giờ rồi, lại về tối là Tiên còn phải dạy cho con học nữa. Con học xong là mình 8 giờ mấy luôn là đi ngủ luôn, 8 rưỡi luôn. Để bé nay học lớp 2 thì mình phải dạy bé học, chứ không có cho đi học thêm của chú anh chị. Lớp 1 cũng vậy, là Tiên cho bé đi ở nhà, chiều về cơm nước xong là Tiên dạy học suốt vậy đó. Nhưng mà vẫn lên lớp bình thường. Cái nào không biết thì cũng cứ lên YouTube gõ là bây giờ là ra người ta giảng dạy đầy ở trên đó luôn á, là mình đâu cần phải đi học thêm, biết hết. Nhà bé học cũng khá. Rồi xong rồi, bây giờ sẽ đi vào mộ phải thôi. Ồ, chú Tiểu bữa nay vào sớm rồi chú kìa. Chú Tiểu vào. Quà bất cần chú Tiểu lắm nha. Chú Tiểu quay xong rồi chú Tiểu đi ra rồi. Tại vì sao cái chỗ đó ai cũng phải bịt khẩu trang hết, chú Tiểu chắc chịu không nổi. Nếu ra ngoài đó, ngồi xe đứng đâu nha. Chừng nào mà chờ mình gần xong mà chú Tiểu vô tiếp. Qua anh Phương đầu vô nha, là bịch hai cái cổ trang luôn. Ờ còn em cái hai cái chịu không nổi, nó ngọt lắm.
Còn ý là tùy theo cái cơ địa của người ta chịu nổi với không nổi, hiểu không? À, ý chị hai ở Đồng Nai là chị nhận ói luôn, chị chạy ra ngoài ói luôn. Chị đang ở trong á, đang quét quét à, hơn nữa em thấy em cũng hú hồn chị. Mà đi với ảnh cũng học được nhiều cái đó nha. Anh mình nghe mấy cái từ đó, mình không dám nói mà anh nói thẳng lắm. Thì anh nói là khai nước đáy. Còn em từ đầu tới đuôi em muốn nói cứ bịt khẩu trang quá chứ em không dám nói. Đây là lần đầu tiên mà em đi thiện nguyện như vậy nè. Mình cũng chưa có kinh nghiệm nhiều. Còn ảnh thì anh đã quen rồi. Ảnh đi rất là nhiều hoàn cảnh nên nhiều khi mình đi chắc mình cũng học hỏi được chút kinh nghiệm. Nhưng mà mình vệ sinh nè, mình lau qua rửa rồi. Bây giờ á là nhà cụ sạch lắm. Nhưng mà còn cái ghế bố nha, cái ghế bố là còn hôi, tại vì là chưa có rửa được. Chiều là mưa đó đâu có giặt gì được mà. Cụ ngồi bây giờ nếu mà giặt rồi lấy gì ngồi. Cái ghế bố đó còn hôi. Ủa cái khăn giấy khô đâu Ngọc? Còn ngoài xe hả? Hết lau xong hả? Ê, vậy ra ngoài lấy nha, đồ cúng trước luôn đi anh rồi lau nữa. Cúng luôn đi. Hả? Làm tính cúng trước cho chú nè, bây giờ cái bàn thờ chưa có ai đốt nhang hết, hiểu không? Ủa sao anh đốt mà không nói em? Chưa tiểu ta ư? Mỗi đêm, mỗi đêm này ba cùng cầu chúa cha mẹ anh em để đâu được ta? Hello chú Tiểu. Theo nhờ ông hồ cho gì cơ?
Ngày ông lại bước bay những trời lại có hai và của ngàn và đàn phong ông lại qua cơn mấy giờ mới về? Qua cơn mấy giờ về? Ờ. Qua một clip 3 phút mà mấy giờ tiền gặp như đây 18 phút nữa ghép vô đó. Ồ. Ờ đúng rồi. Vậy cũng được rồi. Kênh mình nhỏ mà hả Vũ Tiểu? Mình vài trăm nè. Em muốn gần 500 mà còn nhớ. Thôi em coi là em muốn gần 500, 400 mấy thì rồi. Thì nó có vài trăm. Chưa tới ngàn mà. Thôi em coi em là thì em nói vài trăm chứ em đâu nói được. Ừ, thì em nó nói vài trăm mà. Trời ơi, anh Ngọc ơi, anh Ngọc. Cậu phù hộ còn nhiều lắm. Cậu phù hộ còn nhiều lắm phải không? Khăn giấy khô ở đây nha. Ôi, em gửi cái clip kia lên nhóm này coi em. Thấy em làm việc hay không? Hay không anh Ngọc? Thấy em nói chuyện hay không? Ừ, Chú Tiểu làm gì cũng hay hết á. Chú Tiểu ơi, Chú Tiểu làm gì cũng hay hết. Cái bánh ít. Rồi cúng thôi. Cúng đi hết rồi. Nhạc lớn quá hả? Lớn quá không nghe Vũ Tiểu nói gì luôn. Quẹt nó hư thế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Điều là hoa má ăn trên gió thôi đến ngày về coi chẳng thấy mà văn cùng từng phần làm bạn được thế cô ngài địa tạm tại bộ thân đầy đủ đức là tự nhiên đất ngài được thấy con chẳng mắc là nỗi khổ ở trong mưa nghìn đất thế chơi ngài hoa hiểu ra nghìn thân ba kia công đức và trước hoài thân chẳng thể nghĩ bằng một ngày con đã thức nghĩ đức thế con cùng vô lượng chư phật lòng người hướng các miền đồng lời lưới thầy biết ngài địa tạng bồ tát giàu cho ngã đưa qua các ơn còn qua đường có hiện tại và có ai nói không được buồn này là cô ta vẫn chắc để nói hết vừa rồi lại đưa đến thế con mà mắt trong tay chưa đàn đừng và muốn tiếng nói ra chưa đời thời em lại và vì lại mà chưa nói gì chưa chẳng thể nghĩ bằng một ngày đi tham bố tớ làm cho tâm hồn cùng trời rộng vâng vâng kim ngưỡng lễ lại ngài địa tạng bố tớ thế thân cùng mùa xe rồi mà của chú Vũ Linh của chú anh chị thì mấy anh em là cũng đã lao mộ rồi thì sáng hồi tiên cũng xin chào chú cái ảnh của chú. Hello anh, sao rồi qua mấy giờ anh mới về? Lúc nào mưa 8 giờ mới về. 8 giờ hả? Ờ, vậy là qua anh ra cái hồi em đi là anh đi anh ra mua gì nữa? Đây đâu mà điện với xanh, bị mất mưa, tới 7 giờ mới về được. Dạ, rồi anh hồi, rồi anh có quỷ cái đơn đó được không? Quỷ đơn rồi. Là chịu bao nhiêu anh? Anh nói quỷ hết, mình không mua nữa, mình quỷ nó trả lại tiền. Ờ, chị có bị mất bao nhiêu phần trăm không? Ồ. Ờ. Vài ngày nữa mình chuyển tiền lại. Dạ. Dạ. Mất 20% chứ. Mình mua điện thoại, mình mua vừa ra khỏi cửa hàng là mình bán. Đúng rồi. Phải bắt 10% thôi em. Ờ đúng rồi. Có vậy thôi. Vậy đây nó mua từ. Nước không? Nước nhiều lắm cô chú anh chị, do qua mưa đó. Cà phê muối hả? Cho em cái đường em về là không có mưa dữ. Ồ ồ. Qua qua đốn hết đồ à. Nè, có không anh có không? Nè để em lên có anh Ngọc. Tại biết sao mưa ướt á. Bị mưa ướt thôi. Thank you.
mà lắng nghe bao tiếng chân chiêu của ngài để bàn con ơi mấy anh có gì lau cho sạch của chú tự. Hồi nãy mấy anh lau rồi mà nó còn nước nhiều lắm. Ui thằng lăng nè, thằng lăng hai cái đùi anh, hai cái đùi của anh. Bữa nay anh đi hấp sao gần đây thôi, gần thôi, tại bữa nay không có sao khỏi cái đây, khỏi dây chàng này đâu. Nó lao vào cái đèn này sạch rồi cho cô chú anh chị. Lao cái đèn nào anh Ngọc? Qua. Đâu có một con gái đâu kia rồi. Có đi không? Có đi rồi hả? Rồi đằng này anh Tàu anh bỏ nhiều rồi ấy, cái nó đi kia rồi. Bằng cái cây nó to hơn nè. Hôm trước cái cây kia là buổi chiều tầm 4 giờ cái chị Trang gọi cho em hỏi hỏi nêu cái chỗ nào bán cây cảnh. Lúc em tưởng là mình chị Trang cái chưa chị ra ngoài chị cần tới chỗ cũng nêu chị mua cũng được em mua đó. Nếu kêu chị đang đi với chị Hồng Loan nè để lên mộ nè để mua cái cây trang nhỏ. Đúng nói em cậu lâu rồi sao thì cây trang nhỏ đó anh mua cái chỗ nào mua ra chưa mua đâu ta. Chỗ nào? Ở ngoài đường. Chỗ nào? Mua ở ngoài đường Mỹ Phước Tân Vàng hả? Đường có bán hả? Có. Đối diện Hương Viên hả? Đối diện không? Thì quán nước ngoài đó không hay. Ở đây chỗ nào bán hộp bạn cây cảnh ta? Ở ngoài Mỹ Phước Tân Vàng chứ đường cái đường trước mặt Hương Viên là có. Có. Thì qua anh mua đó đó. Mua không mà chắc không mua không. Anh tại bây giờ vừa ra khỏi cổng rồi phải. Vừa ra cổng rồi. Vừa phải. Vừa phải. Ra cổng mặt luôn đó. Băng qua đường quá không? Bán đồ. Quá hả? Quá lớn á. À bán luôn á. Bán cái cây nhỏ nhỏ thôi nè. Có lớn luôn, em lựa đi, em lựa cái nào. Trời sao ướt hết trơn à. Em thấy hộp bán nhiều ít lắm. Ừ, em gà sao mà có luôn. À, vậy hả, em biết. Chứ mình chưa thấy trước hồi bán nha, bán chắc kho quả nhang đèn không ạ.
em đang có cái ấy nè, ví dụ nó cái vậy nè, xong cái giờ mình mua mấy cái sỏi trắng trắng bự bự bỏ lên trên đi chứ. Cái gì? Sỏi. Nó trắng. Nó đẹp á. Thấy không? Chết xưa mà cậu cái bên nó có cái cây mà. Thì đúng rồi. Có chuyện đúng rồi. Thì sỏi vậy đó. Trắng trắng á. Ừ. Bỏ vô hả? Mà không biết này bỏ đồ không ta? Thấy không? Anh thấy không? Để từ từ. Em thấy mấy mộ kia vậy. Trắng lên. Ừ, thấy đẹp không? Nhớ ngày xưa mình còn một lưỡi bao mà ta. Hả? Ngày xưa mình còn lưỡi bao á. Không biết giờ chứ. Lúc em thấy mà chắc bị dẹp luôn hết rồi. Chú lúc còn nửa bao nhiều. Tại nhiều khi biết sao không, để gì cái đất nó lên mưa nó văng ra ngoài, thấy không? Mà nhìn đẹp ha. Cái bông này nó nở ra đẹp lắm á, màu hồng. Hồng trang hồng nha. Đưa trang tím đi. Có trang tím không? Mình thích màu tím. Ủa vậy qua chắc mình đâu có đốt đèn được hả ta? Hôm qua chiều có đốt đèn không Ngọc? Vừa qua đi mua quần áo cho bà cụ mà anh chạy. Anh ghế không kịp chạy chứ lương nha. Anh nó kẹt rồi, cái thí di động bị đi xanh chứ. Rồi anh mua được đồ cho bà cụ không? Không, mua cho bà cụ hết trơn. Nhưng mà vẫn có 1-2 bộ đồ các bạn ha. Bà cứ đố quên đi, đố quên đi bà, con mua quá cho bà. Mà nó trời qua cho bà cứ cái đố mua, không biết mua kẹp không mà sao. Cái căng căng mà cứ đòi liền liền liền. Có hỏi giờ cỡ bà cụ không biết mấy tuổi à? Ý à, mấy ký anh? À, mua số ký á. Chứ bà em thấy bà dài, bà cao á. Cái canh cỡ đúng mua. Cỡ cứ cái đầu đốt hết, đốt bà khóc quá trời. Anh ta khóc mà cứ đốt lẹ dục. Cái cuối cùng là anh Minh, anh yêu không? Bà cầm cái cuối cùng á, anh yêu dục luôn không? Cái chuyện bà khóc cái còn cái cuối cùng, bà lấy bà lao nước mắt bà sao lần nữa. Ông lấy ông dục. Trời ơi, sao dục hết rồi, cường chết. Đó, buổi sáng ở mộ của chú Vũ Linh, của chú anh chị thì anh em thì mỗi người một tay à. Qua nói chung là buổi chiều mà đi rồi không có ghé đây được, thấy cũng buồn buồn rồi. Có sao nói vậy hả cô chú anh chị? Tại hàng ngày cũng quen những cái công việc sau khi kết thúc rồi. Đó, thì hôm nay là cậu chú Vũ Linh có một cái hoa trang mới rất là đẹp cô chú anh chị. Đó. Thôi, hãy vô nữa. Hãy cầm chắc đi cúng bánh nữa rồi đó. Đó. Bữa nay là lần thứ hai mà cúng bánh mì cho chú nha. Ồ, bữa nay là Hải đeo cặp mới tác nghiệp luôn nha. Lần đầu tiên mà đeo cặp mới nè, đó tác nghiệp luôn. Hải cúng bánh mì. Chào anh Đặng. Qua anh không có xuống hả? Rồi đến đây thì cái video của Huyền Tiên xin kết thúc. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành, đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Huyền Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video lần sau nha. Bây giờ Tiên xin chào và hẹn gặp lại.